sinh ra, con cháu các hàng quê huệ thịnh vượng, thọ trường vương anh. Hôm nay nhân tiết ngày lạnh, dọn lòng
lòng ta. Ơn dòng xứ mẹ công cha ai đừng. Thuyền cập bến nhờ tay người lái ơn mở đường. Dân lông từ xưa nhớ ơn cao dày. Trường sinh vĩnh tuế cũng là mở đường cho thế hệ mai sau trăm năm một cuộc bề sâu. Thank you.
sắc dục bao lần phủ tan mà nước bể đông vơi cạn ai hay. Có thì có tự mày may, không thì cả thế gian này cũng không. Tay xưa ra hồi cùng tích cũ đông
chăn nhớ xưa thì cũ đời trần đứng sinh cô bé mười phần tốt xưa là hồi con quần con ngoan danh tiếng đồn quang quần con ngoan mua sai cậu trấn ngoài đền cửa đông thành ra hồi tam quang chiếu bao la thì dưng vầng nguyệt soi sóng lội nam thiên đền thờ phong nguyệt vô biên xa thái xa hồi cùng đệ nhất chú mường dâng văn đệ nhất chú mường cây thiên trung đó xa hồi cùng ai lên tướng bắc giang miền thế hỏi thăm đền chúa nguyệt nơi nào hỏi thăm phố kép đi vào hỏi thăm ai phố kép đi vào qua chợ phố hạ đường vào mỏ than trước cửa đền miếu cậu lầu cô xung quanh đá mọc lố nhô đường đèo ngự môi son má thức mỹ miều mọi hay năm bốn mùa lĩnh bắn đông vui người đi tấp đập đôi bên xa vào gậy trúc sơn xuống rừng phía sau quả cầu cùng với mình lá trầu tiền đài khay tháp mưa sơn màu xanh lam chịu
tâm. Sống ân thần thờ cha kính mẹ, gặp được thầy quỳ cốc tiên sinh, một đời làm phúc chúa cứu dân. Tiên sinh ban phép đặt tên Nguyệt Hồ. Thank you.
chúng ngôi kia. Dâu dâu nét mặt gầy chút soi, chúng rực phía sau là chồng với lại quả cọng. Trên thượng giới tôn
cõi trần cứu thế độ nhân. Sắc mùa phong thượng đẳng tôi lịch ngô thần khắp hòa trung nam bắc muôn dân nào công. Thank you.
Chỉ tả sai binh bộ binh tùy nghĩa sai binh thủy theo đi ập mầm cờ thần cắm giữa trung tâm đôi chữ trường sinh về cho đôi chữ trường sinh chữ phú chữ quý về cho rõ ràng về cho họ trầm bình an Bye.
thủy thần lạnh sai. Hà ba sai thoại thần tự nâng mình nâng nước xoay vần cơn mưa xa ý hình. Cho hai chữ trường sinh chúng cũng chữ quý phê cho rõ ràng tin cho phúc bạch tam cường hùng cửa nhà vinh hiển được lập tài đề đa chữ giảm phúc bằng hà sa. Phong cách thường
Nam Thiên. Phụng tòng vâng mệnh cửu thiên, Thanh Sơn kích động mọi miền quảng ca. Chốn điện đài trang nghiêm lồng lộng, phép thần thông mà trí dũng ai đường. Tự trên hắc hổ uy cường, đi mây về gió mà bốn phương độ người. Như Lai Phật, Như Lai Pháp Kinh Tam Tạng, hiền công tu sáng dạng như gương. Ba ngàn thế giới tựa nương, trầm luân bề khổ tìm đường lánh xa. Mượn báo phiệt cùng thuyền bát nhã, vượt sông mê bờ giáp mới tới nơi. Non tiên cảnh vật bầu trời, Tây phương thế giới mà đón người hiền tu. Đạo Bồ Đề công phu tu tập, Bát Nhã Ba La Mật Tâm Kinh. Trà bánh như bóng theo hình, nhân quả báo ứng thực tình khó sai. Cõi thiên thai, cõi thiên thai bầu trời cảnh Phật, lối thanh vân mà cao vút mở xa. Đổi ngàn phố cát vào ra, sớm nghe tiếng hạt chiều tà tiếng xưa. Và tiếng trong bốn phương sấm động minh hà, của thiền hồn lộng lộng uy quang. Xoan thánh giá hồi cùng, thánh tử đệ tam phong tôn thần. Thái tử đệ tam kinh vương nghi diện mạo nghi lòng nhàn, ý nghĩ khác thường. Thank you.
chiếc nhang Long Thành, dưng một chiếc nhang tấu về Thoại Phủ. Các bạn các tòa thiên đình chốn đó riêng là đông y chốn đó vua xa đập bình vốn dòng là chúng thảo cung. Văn sứ tiên dừng thượng lai, văn sứ tiên dừng quan tam tấu đôi chép biên rõ ràng vì cho hai chữ trường sinh. Mưa
dòng xích bích đua quân trèo đua mái trèo du lịch bốn phương có phen tuần thu sông thương trở về tỉnh Bắc quê dương lục đầu. Sông hát nước khi lên gành xuống thác ra khơi hiện dòng trăm mái treo bơi dòng ngang tuần lành đôi nơi đi về
soi trói sắc dòng vũ phong trói trói sắc nghi dòng quyền quan đệ tư quý hùng đi dạy vang tung hoành nguyên giang
lấp liệt tung lừng hoành. Trừ tà sát quỷ nên dành thương tài. Quan lớn tuần người ra ngự ấy. Bộ tiền ta nặng tô nữ nghi dâng hoa trầu thôi lại trở đi ra về. Triền quân dâng nước thoải tề biệt sử chép mông hùng triều thập bát minh đất địa linh phong châu dựng nền xã tắc dài lâu. Nhớ ơn tiên tổ đời sau kia vẫn còn truyền bánh sinh vĩnh thiện niên.
anh canh tứ thập kim tuế kim niên vận trì tháng âm tinh quân cầm lâm bát quá cả cung thần quan họ can chi bản danh đẳng cầu nhập thánh môn xưng thần tước nhật ngưỡng can thiết niệm đệ tử mệnh trọng số cao thân càn vị tốn dục bảo bình an kiện vị thân ni bái đạo ngưỡng tiên chúa chi phụ trì lại thần vị tiên ni bảo hộ do thị kim nguyệt cát nhật tiền thỉnh đạo ni tiểu khu từ xứ tu thiết chiêm sinh kỳ an pháp tạng ca nhất thi xuyên hi tán kê mê tác pháp xuyên dính điện qua bản viên hành chỉ ở cụ kim ngân tài vật tượng mã đại hình thi ni tâu tiến thượng thiên thượng nga quý phủ chư vị thánh tiên hội đồng tôn quan cho ba ông hoàng biến vô thánh cầu liệt vị tổ thừa thượng mã quý thượng long chư vân du bảo sở tố trác hữu trác ngưỡng tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng thánh đế ngọc bệ hạ phục phát ni khán thượng xử lý quảng vận thần quý bảo đệ tử thân cung trang kiệt mạnh vị diên trường tài lộc tăng đa phúc lai tài tống các tập cung tiêu nhất nhất sở cầu thất trai quả toại khí thành tuế thư sát thiên niên thu thiên thất nguyện trung tuần tập nhật tương thời chắc tương đa pháp sự thần đệ tử thứ hai phê triển ngưỡng lạp chu phê cặp biệt chứng tướng đắng lai độ trì tả sai binh bộ binh tùy người truyền thiên đội bạn cơ quan lớn bây giờ chắc rằng anh linh trước là bảo hộ gia đình sau là thu chấp hết và tinh phen này ra trần thế biến tay sướng điệp dâng lên kim ngân sơ được dâng lên vàng mã dâng tiến vì cho rõ ràng vì cho đệ tử bình an khánh quang dăm nhan tập cờ diều khánh quang chiếu đàn duyên Ninh Giang thiết lập
đền đô thờ ông lớn tuần tranh. Sông tranh ơi, sông tranh trăng nước còn ghi trận tung hoành. Ngàn năm lữ đề dấu anh linh ai có ai về họ Trần đã về qua bên Ninh Giang. Có nhớ người trang sĩ tài danh tuyệt nơi dòng cho vận đổi sao dừng bên sông tranh kia còn đó nhưng công con lớn tuần mãi còn tranh thành lòng đào phủ vua kiều nước tung hoành. Đó là ai sông tranh trả lời là quan đệ ngũ chính người chân trong phủ Ninh Giang. Thần quang gia trận sinh tử ngỡ không sờn trung hiếu đạo vua tôn. Chính bạc ngát có đôi lòng trong ngô phố chầu lên lâm dần vượt múa đôi bên giúp toàn để lũ ngược lên sập công đồng.
tam giới hay khóc tà sát quỷ chủ tinh. Tôn quan ngài vạn phép muôn linh, quyền ông cai quản thiên binh nhà trời. Tôn tôn quan tuần người vạn phép mãi đang ra tay tính độ họ Trần con được nhờ. Lúc bấy giờ uy ra hùng hồ, lệnh quan truyền thế độ muôn dân. Đùng đùng nổi trận phong vân, thượng đồng mày bạn dô cứu dân quan chủ ta. Thổ thôi quan lại ra đi, cưỡi tướng bạch hổ ông lên châu thượng a thượng. Thành ra đồng định người con vua hải động đình, tôn quan nhiều thất anh linh khắc hương. Chuyện tân bóng đuôi hạ yên bình bản mã
Hằng Hà kéo ra lệnh truyền chiến đội là thằng cơ. Quyền xoan thánh giá